Chương trình ngày hôm nay nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là phần trình bày của phần giới thiệu của anh Lê Mạnh Tường, tức là người chủ tịch phân bộ Paris của tập hợp, sẽ giới thiệu cái buổi hôm nay. Kế đến là người dân kiểm sẽ trình bày nội dung cái dự án chính trị. Và sau cùng là phần thảo luận. Tôi đề nghị là tất cả mọi người có quyền phát biểu chung với nhau hết, tại vì đây là một cái buổi mà không có gì cấm nêu ra. Tôi xin nhường lời lại cho anh Lê Mạnh Tường, chủ tịch phân bộ Paris. Tình trạng này chúng tôi xin trân trọng ghi nhận. Nhưng ngoài tình trạng quý vị dành cho chúng tôi hôm nay, sự hiện diện của quý vị còn có một ý nghĩa cao quý hơn nhiều. Sự gặp gỡ hôm nay của chúng ta ở nơi này cũng là một minh chứng hùng hồn cho sự liên hệ gian thịt của chúng ta với đất nước, mà đất nước hôm nay có làm cho chúng ta tự hào không? Chỉ là những đám tay tội nhục không thể chấp nhận và không thể tiếp tục. Chúng ta có quyền mơ ước tương lai khác. Tương lai đó chúng ta có quyền được có, và tương lai đó chỉ có thể được gây dựng bởi mình và cho mình. Trong những ngày tháng này, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển mình của đất nước trong một cuộc thay đổi mới. Tập hợp dân chủ đa nguyên đã chuẩn bị và sẵn sàng sánh vai cùng quý vị. Thưa quý vị, thưa các bạn, hãy cùng chúng tôi khai sinh một dòng sông. Xin cảm ơn quý vị. Được hân hạnh hầu chuyện hôm nay về một dự án chính trị đã động viên rất là nhiều cố gắng của chúng, của anh em chúng tôi trong suốt một năm qua. Sự kéo dài quá lâu của chế độ cộng sản là một nghịch lý ghê gớm, bởi vì cái chế độ này đó đã thất bại trên tất cả mọi phương diện, trong tất cả mọi địa hạt, theo tất cả mọi tiêu chuẩn, mà tại sao nó vẫn tồn tại? Không những thế, nó còn tồn tại mà trước mặt nó không có được một lực lượng dân chủ có tầm vóc. Đó là một câu hỏi phải chất vấn lương tâm mọi người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng phải giữa chúng ta với nhau là những người còn quyến luyến với đất nước. Phải nói rằng cái sức đề kháng của nhân dân Việt Nam rất là thấp, thấp hẳn so với nhiều nước châu Phi. Chúng ta thấy có những chế độ nó chưa kéo dài tới 40 năm. Chế độ cộng sản Việt Nam đã kéo dài 60 năm trên miền trên miền Bắc và 40 năm trên cả nước, nhưng mà nó gặp những sự chống đối dữ dội lắm, chứ không phải như ở Việt Nam. Mặc dù đây là chế độ không những là chúng ta, không những đã đưa chúng ta vào một sự tụt hậu bi đát, mà còn mất cả chủ quyền. Thế nhưng mà tại sao đối lập dân chủ Việt Nam không có phát triển được? Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào 90 triệu người Việt Nam, thì chúng ta phải nhìn nhận một sự thực là trong 90 triệu đó thì tuyệt đại đa số là bất mãn với chế độ, tuyệt đại đa số đánh giá rất thấp chế độ này. Thế nhưng mà trước mặt họ không có một đề nghị hợp lý, không có một đề nghị có thể nó kiên kết, có bài bản nào. Nếu chúng ta muốn chống lại chế độ này, nếu chúng ta muốn thay đổi chế độ này, thì chúng ta phải biết chúng ta thay đổi nó bằng một đất nước Việt Nam như thế nào. Tức là chúng ta phải biết rõ cái nước Việt Nam mà chúng ta muốn xây dựng, mà chúng ta có thể và sẽ phải xây dựng ra trong điều kiện của bối cảnh quốc tế và quốc gia. Thưa quý vị và các anh chị em, chúng ta phải biết làm thế nào để chấm dứt chế độ cộng sản này trong thời gian ngắn nhất, hay là trong và trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Còn nếu không đó, ngay cả cái chế độ nó có ngã gục trên chính quyền thì cũng cần phải một cái sức mạnh nào đó để kéo cái thi thể của nó ra chỗ khác. Cái sức mạnh đó chúng ta không có.
chứ không phải là tại vì Đảng Cộng sản mạnh. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản không mạnh chút nào hết. Cái điều mà chúng ta lưu ý là những người chống cộng, những người chống lại chế độ thì không biết, họ không biết, họ cũng không hề vạch ra một cái lộ trình phải phấn đấu, như phải tranh đấu như thế nào để giành thắng lợi. Cái điều đó nó tố giác ở trong thâm tâm là cái tinh thần chủ bại. Bởi vì nếu người ta hy vọng, người ta tin là có thể thắng được thì người ta sẽ hoặc là người ta sẽ suy nghĩ về một chiến lược đấu tranh để mà có thể chiến thắng. Nhưng mà làm này nếu người ta không suy nghĩ và người ta gặp đâu chống đó thì sự thực là người ta không tin tưởng vào thắng lợi. Và chúng tôi nhận thấy trong cái chúng tôi đã viết ra từ 20 năm này, hôm nay có dịp xin nhắc lại, và chúng tôi đã nhắc lại rõ hơn trong cái dự án này, đó là có 4 điều kiện cần và đủ để một cuộc cách mạng thành công. Tôi nói cách mạng theo cái nghĩa tích cực chứ không phải theo nghĩa bạo lực. Cách mạng có nghĩa là thay đổi cả chính quyền lẫn thể chế lẫn triết lý cầm quyền. Đó là có 4 điều kiện cần và đủ để một cuộc cách mạng thành công. Và trong đó cái điều kiện quan trọng nhất là phải có một lực lượng dân chủ, một lực lượng đổi mới. Thì cái lực lượng đổi mới đó xây dựng, chúng tôi cũng đã nhận diện 5 giai đoạn phấn đấu, 5 giai đoạn đấu tranh. Trong đó ngay từ năm 2001 chúng tôi đã nhấn mạnh như thế này, là trong 5 giai đoạn của cuộc đấu tranh vận động dân chủ thì 2 giai đoạn đầu là giai đoạn thứ nhất là xây dựng một tư tưởng chính trị. Bởi vì chúng ta muốn đấu tranh là chúng ta để xây dựng một quốc gia khác, và không một quốc gia đúng nghĩa nào có thể xây dựng được nếu không có một tư tưởng chính trị làm nền tảng. Cái giai đoạn thứ hai là phải có một đội ngũ cán bộ nòng cốt. Và chúng tôi đã viết từ năm 2001 rằng 2 giai đoạn đầu chiếm gần hết thời giờ của cuộc vận động dân chủ. Nghĩa là phải vài thập niên, chúng tôi viết rõ ràng phải vài thập niên mới xây dựng được một tư tưởng chính trị đúng và một đội ngũ nòng cốt khoảng vài trăm người. Trong đó có vài chục người là những người thực sự nòng cốt. Thế nhưng mà nếu 2 điều kiện đó đã xây dựng được rồi thì thắng lợi có thể giành được trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng. Một điều nữa tôi cũng muốn nói với quý vị và các anh chị em trong phần trình bày dự án này, đó là làm thế nào để quản lý cái giai đoạn trực tiếp. Quan trọng lắm. Trình bày được một kế hoạch hợp lý, kế hoạch đúng đắn để quản lý giai đoạn trực tiếp thì cái chương cuối cùng mà cũng là quan trọng chúng tôi đã dành cho cái việc quản lý, đề nghị một giải pháp cho giai đoạn quản lý. Anh em tập hợp dân chủ đa nguyên chúng tôi đến với nhau, khác với nhiều tổ chức khác, chúng tôi đến với nhau trong cái niềm tin không những là chế độ cộng sản phải bị thay thế, mà chúng tôi còn tin rằng có thể đánh bại được cái sự mang cố của nó, có thể thay thế được. Chúng tôi vẫn tin rằng đất nước Việt Nam có nhiều tiềm năng và có quyền hy vọng một tương lai khác. Chúng tôi chia sẻ cùng với nhau một cái giấc mơ Việt Nam. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng người ta có thể làm việc hàng ngày, người ta có thể vì nhiều lý do, nhưng mà người ta chỉ có thể tranh đấu đấu tranh chính trị nếu có theo đuổi một giấc mơ nào đó. Và giấc mơ của anh em chúng tôi đó là cái giấc mơ hợp lý, giấc mơ trong phạm vi có thể được, giấc mơ mà chúng tôi thấy có thể thực hiện được, đó là đổi dòng lịch sử Việt Nam và đổi cái thân phận Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng phải nhìn nhận là lòng người Việt Nam cho tới ngày hôm nay đã là một điều không may, đó là một điều bất hạnh. Vậy chúng ta phải phấn đấu, chúng tôi nghĩ rằng làm người Việt Nam, cái lời nguyện của chúng tôi là làm người Việt Nam trong một thời gian gần sẽ phải là một may mắn, một niềm tự hào. Thế giới đã biết đến Việt Nam như là một quốc gia nghèo khổ, nạn nhân của hận thù và chia rẽ, thì thế giới sẽ phải
biết đến Việt Nam trong một tương lai tương đối gần như là một quốc gia phồn vinh, như là một vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của cố gắng xây dựng lại trên điêu tàn và đổ nát. Đó là giấc mơ mà anh em chúng đã đoàn kết, anh em chúng tôi. Và ngày hôm nay đó, tôi hân hạnh nhân danh Tập hợp Dân chủ Thái Nguyên xin chia sẻ cùng quý vị và các anh chị em chúng tôi để chúng ta bắt đầu phần thảo luận. Xin cảm ơn. Tôi rất tâm đắc ở cái phần của dự án nói lên là đất nước ta hiện nay thiếu vắng lớn nhất những cái gì, để thức tỉnh nhân dân, để thấy rằng nhân dân Việt Nam không xứng đáng để mà chịu những cái thiếu thốn đó. Đó là thiếu thốn chính quyền vì dân, do dân, thiếu một chế độ pháp quyền không có pháp luật, thiếu một tầng lớp doanh nhân thực sự, chứ hiện nay chỉ là cái bọn doanh nhân dở, thiếu một cái nền đạo đức của một xã hội trong sạch. Nhưng đây là một cái dự án đúng lúc, có giá trị. Và ý kiến cuối cùng của tôi là tập tổ họp Dân chủ Thái Nguyên để tỏ rõ cái phối hợp với tất cả các tổ chức dân chủ, các tổ chức dân sự, tôn trọng tất cả các cái tổ chức đó để bố hào cùng một hướng với mình. Bởi vì thật ra Dân chủ Thái Nguyên sức ở trong nước còn yếu lắm, cái quyết định là đồng bào ta ở trong nước, quyết định là những cái tổ chức dân chủ dân sự ở trong nước, ta phải phối hợp liên lạc, tôn trọng và kết hợp thật chặt để cùng chung một cái phương hướng thì mới có thể chiến thắng được. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thay đổi mở ra cái kỷ nguyên thứ hai trong lịch sử. Cho nên những người như anh Tiến suốt đời ít nhất về cái giai đoạn đầu thì có thể xin cứ để cho lịch sử phán xét, nhưng mà ít ra là từ 20 năm nay, 25 năm nay mà anh em mình gặp nhau, anh lận đận cho dân chủ phải hiểu rằng cái đó là một vinh quang. Chúng ta đã đóng góp để cố gắng tạo ra biến cố lịch sử lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Cái điều đó là vinh dự lắm. Những người hờ hững với cuộc vận động dân chủ là bỏ mất một cái cơ hội, bỏ mất một cái nguồn tự hào mà trong có lẽ hàng ngàn năm sau không có nữa, hàng ngàn năm trước chưa có, hàng ngàn năm sau chưa sẽ không có nữa. Nguyên nhân thứ nhất mà tôi nghe thường nói là Tập hợp Dân chủ Thái Nguyên là một ngoại lệ duy nhất. Cái chữ duy nhất là phải suy nghĩ lại. Còn ở đây rất nhiều người đại diện cho rất nhiều tổ chức, tôi nghĩ rằng là cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vai trò của chúng ta hải ngoại nó khác với vai trò của anh em trong nước. Cái ngộ nhận đó cần phải suy nghĩ lại. Điểm thứ ba là chúng ta nói rất nhiều việc nhưng mà chúng ta không có cùng một định nghĩa. Người cộng sản họ cũng dùng hết tất cả những mỹ từ. Đừng quên rằng nước Việt Nam tên là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tất cả những mỹ từ họ dùng hết. Nhưng mà cái định nghĩa nó không giống như em chúng ta định nghĩa. Thì cái định nghĩa của anh chị em Tập hợp Dân chủ Thái Nguyên cũng vậy. Nó có một số những định nghĩa chúng ta không có đồng thuận với nhau. Cho nên rằng là cái việc kết hợp để trở thành một sức mạnh và biết rõ vai trò của mình, người Việt hải ngoại, và vai trò của người Việt trong nước nó khác nhau. Cái chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi cho đó là một cái lý tưởng của những người tranh đấu cho một đất nước, cho một dân tộc. Tôi không thấy anh em nhắc tới vấn đề đó. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta dùng động từ như là làm thế nào để chúng ta có thể hòa giải đầu tiên nhất tất cả những cái chủ đề để hòa giải. Anh em có hết trong tập trong anh em nhắc, có nhắc lại trong đó, từ cái chuyện kỳ thị Bắc Trung Nam, từ cái chuyện dân tộc thiểu số cho đến những cái khác biệt giữa tôn giáo, những cái tranh chấp,
giữa người hải ngoại và người nước anh em đã đưa ra rồi, còn chờ đợi gì nữa để đi đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hành động. Mặt trận của những người không cộng sản phải có những định nghĩa giống nhau về những từ ngữ chúng ta sử dụng thì mới có thể kết hợp được, và cuối cùng là phải đi đến giai đoạn bây giờ là phải hành động chứ không còn nói được nữa. Từ 40 năm qua chưa bao giờ chúng ta đạt được một cái kết quả ngoài những cái chuyện ngồi lại với nhau 30 tháng 4 khóc hạnh biểu tình 500-700 người 70 người chúng ta chưa có làm một cái hành động nào, một cái kết quả nào có thể nói rằng chúng ta đóng được giai đoạn của chúng ta hay ngoài này. Khi cái đạo luật S219 được ra và thực thi sau đó anh em biết nó có những gì xảy ra, cái điều đó làm cho anh em chúng ta những tổ chức chính trị cần phải suy nghĩ và tập hợp với nhau lại để thấy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta đã hành động và chúng ta đã đạt được một kết quả ở tầm vốn quốc gia. Như vậy thì chúng tôi xin kết luận là cái giai đoạn danh từ anh chị em là những người đóng góp lớn lao nhất, tại vì anh chị em là những người suy nghĩ và viết ra rất là nhiều cái giai đoạn danh từ, anh chị em đóng góp rất lớn. Anh chị em chúng tôi là những người có thể nói có cùng một giấc mơ với các chị, cho nên chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi đã nhân cái những dự án của các anh, chúng tôi đã nhìn thấy một số những cái điều mà chúng tôi nghĩ có thể áp dụng được. Chúng tôi xin cảm ơn các anh điều đó, nhưng mà giai đoạn bây giờ chắc có lẽ là phải hành động mà thôi. Xin cảm ơn. Tập hợp dân chủ của Đa Nguyên là ngoại lệ duy nhất, để chúng tôi duy nhất trên một điều là chúng tôi là tổ chức duy nhất mà cứ cặm cụi đưa ra hết dự án chính trị này tới dự án chính trị khác, trong khi những tổ chức khác thì họ chỉ lo hành động, hoặc là họ lâu lâu vào có một bản cương lĩnh tóm lược những gì cần làm và tập trung lại trong một dự án chính trị. Thì phải nói là chúng tôi là cái tổ chức duy nhất cặm cụi làm điều đó, chứ chúng tôi không có nói là hay nhất đâu. Hoặc những người xuất phát từ hàng ngũ cộng sản thì vô vọng ngay từ đầu, và đối với họ tập hợp dân chủ Đa Nguyên là đã có cái cố gắng ngay từ đầu để không phân biệt những người thuộc vào quá khứ cộng sản hay là quá khứ quốc gia. Một nhân phát biểu của anh Nam về chủ lực ở trong nước thì dĩ nhiên chủ lực ở trong nước, nhưng mà phải hiểu tại sao chủ lực ở trong nước. Theo tôi không phải cái lý do địa lý. Khi chúng ta nói chủ lực ở trong nước là bởi vì trong nước có 90 triệu người và ở hải ngoại có 4 triệu. Thế thôi. Chứ còn một trong những yếu tố căn bản của thời đại này đó, của cái tiến bộ thời đại này là khoảng cách đã biến mất. Cho nên con người ngày hôm nay có thể tại ở bất cứ đâu làm việc với bất cứ ai trên mặt đất này. Cho nên không nên phân biệt, theo chúng tôi không còn, giờ phút này không còn nên phân biệt người trong nước hay là người ở ngoài nước nữa. Thất vọng thế giới thế hệ thứ hai chúng ta không quan tâm đến đất nước. Thì tôi cũng tự hỏi là từ 33 năm mà Tập hợp Dân Chủ ra mắt, có khi nào Tập hợp Dân Chủ tổ chức một buổi nói chuyện bằng tiếng của bản xứ để cho cái thế hệ thứ hai thứ ba có thể tham dự và đóng góp? Vâng, xin rất cảm ơn anh Nam. Anh Nam là một thành phần ngoại lệ, một ngoại lệ của thế hệ thứ hai. Anh Đặng Quốc Nam, những người nào tên là Quốc Nam cũng đều quan tâm tới đất nước, dù là Nguyễn Quốc Nam hay là Đặng Quốc Nam. Thế thì quả nhiên đó là chúng tôi thấy có sự thiếu sót, và xin tiết lộ một bí mật là chúng tôi đã bàn nhau rồi. Bắt đầu từ trong giai đoạn sắp tới thì mỗi phân bộ nói cả hai thứ tiếng. Thật ra tôi nhiều khi tôi trả nhận mình là người đấu tranh dân chủ, bởi vì tôi không có một đường hướng, không có một tư tưởng, không có một cái đường lối nào cả. Bà đâu thì tôi chửi đấy, cái gì thì tôi làm đấy. Cho nên là có một cái hệ tư tưởng như thế này thì tôi sẽ nghiên cứu và tôi sẽ không phải mừng. Vì mừng thì có, dù sao là có một cái đường lối, có một cái hệ thống. Có thể là mình nhìn trên cái hệ thống cái tư tưởng này, mình nhìn thấy có những cái sai, mình làm bằng cái khác, nhưng mà dù sao là có một cái con đường nó sạch rõ để mình nhìn vào đấy, để mình căn cứ, để mình tìm hiểu, hoặc là mình tự mình phát triển thêm. Ở trong cái dự án chính trị này, chúng tôi có phân biệt rõ là những cái
chúng tôi có nhấn mạnh về tầm quan trọng của cái làn sóng dân chủ thứ tư đang trào dâng lên. Đó là một cái sự chúng ta được chuyên trở bởi cả một làn sóng dân chủ mới. Trong cái đoạn mà có phân tích, thì tôi thấy có những tổ chức lực lượng chưa có những người, thậm chí có những cá nhân cũng đi vận động quốc tế. Cái điều đó gây chia rẽ, gây hiểu lầm, và nó tạo ra hình ảnh của một phong trào dân chủ Việt Nam thiếu tự trọng. Cảm ơn anh. Tôi là Phạm Việt Vinh, mà theo tôi nghĩ nó vẫn là quan trọng nhất là đến người trong nước. Vậy thì vừa rồi tôi rất mừng thấy anh Hiếu nói rằng là anh ấy coi những cái tư tưởng chính trị của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên là một cái đóng góp rất lớn cho cái bước đường tiếp theo của Bùi Thanh Hiếu. Thế nhưng mà Hiếu có thể trả lời cho rằng là những cái tư tưởng cơ bản mà Hiếu đã được nghe ngày hôm nay nó có dễ đến với người trong nước hay không? Đó. Tôi muốn có một số ý kiến như thế, một số câu hỏi như thế. Và đương nhiên là cũng có thể Hiếu có thể hỏi là ngược lại trong Dân chủ Đa Nguyên. Thì tôi tới đây hôm nay là theo tư cách cá nhân. Tôi có một cái nhận xét và một câu hỏi. Câu hỏi là trong cái vấn đề mà mình nói tới là vận động dân chủ trước khi mà vận động quần chúng, thì cái năm giai đoạn như đã nói, và hai giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng và có thể kéo rất là lâu dài. Anh nói tôi có nhiều thành, tôi có nhiều thập niên chứ không đạt tới mức đó. Thì theo anh nghĩ ngày hôm nay ấy, mình đã tới đâu? Và cái dự án chính trị của Tổng thống Dân chủ đến ngày hôm nay đó, nó có ảnh hưởng nào với những người Việt Nam trong nước? Tôi có thể trả lời về trường hợp của Tập hợp Dân chủ Nam Liên, thì có thể chúng tôi tạm coi là đã đi xong cái giai đoạn thứ nhất, tức là xây dựng một tư tưởng chính trị. Những điều chúng tôi viết ở đây không phải là những điều mà một người ngồi chằn chọc thức đêm viết lại đâu, đó là kết quả của những cuộc thảo luận anh em chúng tôi thấp nhận những điều chia sẻ hoàn toàn những điều mà được viết trong, tức là về mặt tư tưởng thì chúng tôi coi như tạm xong. Về mặt đội ngũ cán bộ nòng cốt thì như chúng tôi nói, mục tiêu là đạt được vài trăm người, trong đó có vài chục người là những người thực sự nòng cốt, thì nói chung chúng tôi đã đi được vào khoảng chừng. Thì thực sự đó, làm việc trong tổng hội đó, thì nhiều khi đó tôi cứ nói chuyện với các người trẻ của thế hệ thứ ba đó, thì họ không có cái kinh nghiệm như của mình, như là thế hệ thứ một, thế hệ thứ hai, là hai cái thế hệ đã qua ngày 30 tháng 4. Họ để bên Pháp, cho nên là họ không có hiểu biết được và họ không có gọi là ý thức được cái đau khổ và cái nguyên do tại sao chúng ta phải cần tranh đấu cho nước Việt Nam và cái tự do cho nước Việt Nam. Làm sao bây giờ họ có thể thuyết phục họ để họ gọi là làm sao cho cái lực lượng tranh đấu của chúng ta càng ngày càng nhiều người, có nghĩa là mình không phải là chỉ có thế hệ thứ một, thế hệ thứ hai tranh đấu thôi, làm sao để cho thế hệ thứ ba có thể tham dự được và hiểu biết được. Xin cảm ơn. Bây giờ thì anh Kiều có chọc anh Nam nói là anh Nguyễn Phước Nam là lúc nào cũng có nhiều ý kiến đó. Theo tôi đó thì là anh Nguyễn Phước Nam là rất là xứng đáng một khuôn mặt của một người đại diện cho tập hợp và đại diện cho Hòa Giải Dân Tộc, tại vì trên tất cả mọi mặt trận tôi đều thấy có mặt anh Nam, từ Việt Tân cho đến Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, cho đến Hội Cựu Quân nhân, cho đến tất cả hội cờ vàng, lúc nào cũng có anh Nam. Anh Nam, tôi nghĩ đó anh Nam là một cái khuôn mặt đại diện, rất là đại diện cho Hòa Giải Dân Tộc và Tập hợp. Cái thứ hai là tôi cũng rất là hoan nghênh cái công việc của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên về mặt trận tư tưởng, bởi vì chúng ta cũng không quên là cái mặt trận tư tưởng là một cái mặt trận rất lớn và rất là quan trọng. Thường thì nó rất ít người, bởi vì hành động thì nhiều, khi mà trên những cái mặt trận mà trên những cái công tác mà hành động thì rất là đông, nhưng mà công tác tư tưởng rất ít. Và chúng ta cũng đừng quên là những cái kỷ nguyên đã từng khai sáng ra đều đã đi từ những nhà tư tưởng hết. Có bốn điều kiện cần và đủ, không những cần mà còn đủ. Nếu không có là không được, mà có là nhất định được. Thì những điều kiện đó như thế nào? Điều kiện một, phải nói thì mới biết là có yếu tố quần chúng ở trong đó mà có nhiều lắm. Điều kiện thứ nhất đó
là mọi người trong nước, tức là quần chúng này, nhận định rằng cái chế độ này là dở, phải thay, nhất định không thể tiếp tục được, phải thay đổi, đất nước mới có tương lai. Cái điều kiện đó là điều kiện vận động quần chúng bằng vận động quần chúng bằng tư tưởng đã chín mồi rồi. Cái điều kiện thứ hai đó là người trong nước đó, là cái đảng cầm quyền, cái giai cấp hoặc đảng cầm quyền nó mất lý tưởng, nó không đồng ý được với nhau nữa, và do đó nó mất cái sức tự vệ của một tập thể. Thì hiện nay chúng ta thấy là cái đó là nhắm vào cái giai cấp cầm quyền, trong này là nhắm vào cái đảng cộng sản. Chúng ta thấy cái điều kiện đó là thực hiện được rồi đó. Tại vì ngày hôm nay là còn có 6 tháng, bình thường là người ta đưa ra cái dự án chính trị, cái báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo chính trị cả năm trước. Bây giờ còn có 6 tháng nữa mà có còn đấu đá nhau, chưa đồng ý với nhau lên được trên một cái dự thảo. Thì chúng thấy đúng là cái điều kiện thứ hai là đảng hoặc giai cấp cầm quyền bị phân rã, bị mất lý tưởng, không đồng ý với nhau, mất sức tự vệ của một tập thể. Cái điều kiện thứ ba là người trong nước đồng ý về một hình ảnh tương lai, về một cái mẫu xã hội tương lai phải có, phải xây dựng ra. Thì tôi nghĩ là bây giờ đó, cái điều kiện này gần như là cũng đã thực hiện được rồi, bởi vì quần chúng đồng ý cái chế độ tương lai phải là dân chủ. Nhưng mà nói như anh Nam biết, với dân chủ cũng cần phải cho nó một cái định nghĩa, mỗi người phải hiểu dân chủ một cách giống nhau, chứ mỗi người hiểu dân chủ một cách thì cũng không được. Tức là chúng ta không những phải biết rằng chúng ta chống lại chế độ, mà chúng ta biết rằng cái xã hội nào chúng ta muốn xây dựng. Tức là chúng ta phải có một cái dự án, cái dự án đó, dự án tương lai đó cho đất nước, nó phải quy định là đất nước sẽ được xây dựng trên nền tảng, trên những tư tưởng nền tảng nào, trên những định hướng nào. Thì đó, trong tinh thần đó thì các bạn có thể đọc từ chương thứ 4 và chương thứ 5. Chương thứ 4 nói về cái tư tưởng nền tảng cho mai sau, cho Việt Nam tương lai. Và cái chương thứ 5 nói về những định hướng lớn của mô thức Việt Nam, chúng ta sẽ xây dựng xã hội nào trên cái tư tưởng đó. Xin cảm ơn quý vị và tay chị em.